Xin kính chào quý vị và các bạn. Do chịu ảnh hưởng của rìa Tây Nam, lưỡi áp cao lục địa tăng cường yếu, nên thời tiết ở các nơi trong tỉnh phổ biến đêm có mưa vài nơi, ngày trời nắng, nên nhiệt độ tăng nhẹ và độ ẩm ít thay đổi. Nhiệt độ lúc 13 giờ trưa nay tại các nơi trong tỉnh phổ biến từ 29 đến 31 độ, độ ẩm từ 55 đến 70%. Khoảng đêm nay, bộ phận không khí lạnh ở phía Bắc sẽ ảnh hưởng đến khu vực phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến tỉnh Phú Thọ. Gió Đông Bắc mạnh cấp 2, cấp 3. Trên khu vực tỉnh Phú Thọ, trời lạnh về đêm và sáng. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở các nơi trong tỉnh phổ biến từ 21 đến 23 độ. Trời chuyển lạnh nhất là vào đêm và sáng sớm. Vì vậy, khi ra đường vào thời điểm này, quý vị nên chuẩn bị thêm áo khoác mỏng để giữ ấm. Bởi đang là thời điểm giao mùa, nếu cơ thể thay đổi thân nhiệt đột ngột thì rất dễ mắc các bệnh về hô hấp. Còn bây giờ, bản tin sẽ được tiếp tục với thông tin thời tiết ba vùng trong tỉnh trong đêm nay và ngày mai. Vùng đồi núi phía Tây, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 29 độ. Vùng đồi Trung Du, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 22 đến 29 độ. Và vùng đồng bằng, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động trong ngưỡng từ 23 đến 30 độ. Đó là những thông tin thời tiết trong ngày và dự báo cho ngày mai. Cuối bản tin như thường lệ là thông tin thời tiết 3 ngày tới.